buổi trưa đẹp phết. Cho em hỏi về Dung. Đấy, có cái Dung. Sung mà Sung Mai Chiếu Thủy. Cái dưới này hay chưa? Có hòn đá dưới nha các bạn. Đá thích không? Rất thích nhỉ. Ở cái bệ rất ở cái chậu rất là bẹt, rất là bệt. Con ba tiền xanh, rất xanh tốt. Bón phân với tưới nước đầy đủ rất xanh tốt. Dưới lá nhỏ các bác nhé. Đây là giống dưới lá nhỏ. Chứ có giống cây dưới lá to lắm. Cây dưới này 3 tiền đấy chị. Dưới nào? Đây. Hợp lý đấy nhỉ. Nhưng mà tổng thể là ok, nhưng mà cái cây thì là bình thường, hơi bình thường. Đây là trà thủy tiên. Tàu rườm rà quá, rườm rà. Tường Vi đi vòng tí quay lại. Cần thăng ấy được phết nhỉ. Cây trên chậu rồi. Triệu 2. Một đôi giống nhau. Giống nhau nhỉ. Gốc rất to. Tường Vi anh? Tường Vi. Có cái củ ác chiến. Các cụ đúc kết hàng từ 10 năm thì... Không nói gì đâu. Nước hồng thì bao tiền? Cái đây này anh 850. Đặt thế. Không, cổ anh thì hồng đẹp. Cổ gốc như thế này, đồng bao lâu rồi chưa? Cái này hoa này, hoa nó mỏng lắm, cánh nó mỏng. Đúng này, hoa cánh nó mỏng. Anh ơi, nếu mà hồng gọi là mình chơi gốc chứ không sai thì mình chỉ chọn được cái hồng đấy. Bây giờ anh mà ghép cái hồng lai vào ấy, hoa to không hợp nên nó kịch cược luôn, chứ không phải là nguồn to là được đâu. Nguồn to thì cánh cũng cánh,
vi này cái củ ăn cái này nó là hồng quế nhá, hồng quế thì hoa nó thơm, nó cành nó mỏng nhưng nó rất nhiều hoa. Cái điểm cái hoa của nó là nó nhỏ, nó phù hợp với những cái hàng để mình chơi con sai đấy thì mình chơi được. Chứ còn cái hồng ghép hồng ngoại ấy, hồng sa đét mì hồng ấy, cái bông to như cái bát này anh ghép vào chơi nó không ra cái dây à, hoa to hơn thơm đúng không, cái dây cà nó phù hợp lý. Mình chơi nó vì là đúng kiểu chứ không phải là cứ thấy to là mình chơi được đâu. Bonsai thì chỉ chơi nhỏ. Bonsai người ta chơi bonsai chơi kiểu cách. Này. Tường vi này lạ nhỉ. Quá lạ. Đang bảo bao tiền con này đây. 1,5 triệu. Nhấc cái chậu ra đâu. Nó vừa bị vừa cái chậu mà. Cái chậu nó bị vướng cái sách trên cài nó rơi, nó thật tay chả cần chậu làm gì. Đẹp cần gì chậu đẹp hơn, cho đẹp hơn. Quan trọng là cái cây nó đẹp. Đúng rồi. Cái chậu nó là cái áo thôi, có đi mua chậu đẹp, có mua chậu xấu. Có cây đẹp cái đã. Ô nào. Đi đây. Đừng xa mà. Ai mua ô nào. Của anh hết à? Của anh tất. Đây xem. Sam này bao tiền này? Đây 1,2 triệu. Căng thêm nhỉ. Mấy cây hay phết đấy. Xanh. Cái sung này bán nào anh? Cái sung nào? Đây 1 triệu. 1 triệu à? Hàng già lắm đấy. Sung cá này nào anh? 1,2 triệu. À, cái sung cá. Còn tiền 1 triệu. 1,2 triệu mà 1,2 triệu. Đúng rồi, 1,2 triệu. Còn tiền 1 triệu. Xương cá ấy, quái ghê ấy nhỉ. Ai mua ô nào? Đấy đi là mở hàng là nhờ vía thanh niên chứ là nhờ cả năm. Có ai? Nhẹ vía. Ô ô bán nào? Ô xe là. Ô xe mưa nào? Ô nào? Ai mua ô nào? Đấy đi, này nó bao nhiêu thì sáng mai cứ giả đi để được bán được mà. Thoải mái mà mặc cả. Mấy người thanh niên mua bán rất là dễ. Xương cá đẹp đấy. Xương cá đẹp này. Xương cá 1,2 triệu có đồng chí chạy này nhé. Thank you.
Chiếc cổ thân rất là quái. Thân rất quái. Cái vệ chỗ này thì lại bị sâu, không thích hợp. Thân rất trịch.